Thưa quý vị, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang có kế hoạch thiết lập hai mức giá trần khác nhau đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga kể từ tháng 2 tới. G7 dự kiến áp dụng một loại giá cho các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được giao, lịch, uh, giao, dịch ở mức cao và một cho những sản phẩm được giảm giá. Theo Bloomberg, thì dầu mỏ của Nga được bán với giá chỉ bằng một nửa giá hiện nay trên thị trường thế giới và là rẻ hơn nhiều so với mức giá trần là 60 đô la Mỹ một thùng do các nước G7 công bố. Vào cuối năm ngoái, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ trong vòng 5 tháng đến ngày 1 tháng 7 đối với các quốc gia áp đặt giá trần với dầu mỏ nước này. Thưa quý vị, theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ dừng ở mức khiêm tốn là 1,7%, có nghĩa là thấp hơn nhiều so với mức dự báo 3% mà World Bank từng công bố cách đây 6 tháng. World Bank cho rằng năm nay nhiều nền kinh tế sẽ có mức tăng trưởng gần bờ vực suy thoái do ảnh hưởng của tình trạng tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn. World Bank cho rằng tốc độ tăng trưởng chậm lại hầu hết đều xảy ra ở những nền kinh tế tiên tiến, điển hình như kinh tế Mỹ có thể chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm 2020. 2023, các quốc gia sử dụng đồng euro có thể sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế toàn cầu. Các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển sẽ gặp trông chất khó khăn khi mà phải đối phó với gánh nặng nợ công, đồng nội tệ suy yếu hay là đầu tư doanh nghiệp giảm. Các nghiệp đoàn Pháp kêu gọi tổ chức đình công ngay trong tháng 1 này sau khi chính phủ nước này công bố kế hoạch cải cách lương hưu. Pháp hiện là một trong những nước có độ tuổi nghỉ hưu thấp trong nhóm các nước công nghiệp và chi gần 14% GDP vào trợ cấp lương hưu. Theo kế hoạch cải cách lương hưu mới, thì chính phủ Pháp đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên mức 64, mỗi năm sẽ tăng độ tuổi nghỉ hưu thêm 3 tháng với mục tiêu tăng lên 64 tuổi vào năm 2030. Ngoài ra thì tỷ lệ đóng góp của người lao động trước khi họ có thể nhận lương hưu cũng sẽ tăng lên. Và để nhận được toàn bộ lương hưu thì kể từ năm 2027, người lao động sẽ phải làm việc trong vòng 43 năm. Pháp sẽ chấm dứt trợ cấp đặc biệt cho người lao động trong một số lĩnh vực mức lương hưu tối thiểu sẽ được nâng lên là gần 1.290 đô la Mỹ một tháng. Và những người phản đối cho rằng là chính sách này không công bằng khi mà ảnh hưởng đến những lao động phổ thông, những người thường bắt đầu đi làm từ rất sớm. Không khí Tết đã tràn ngập trở lại tại Trung Quốc sau gần 3 năm áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt. Các nhà ga đã đông đúc mọi người về quê ăn Tết, còn các siêu thị thì bận rộn chuẩn bị hàng hóa với dự báo là sức mua hàng sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ này. Hàng trăm triệu người dân Trung Quốc bắt đầu hành trình về quê ăn Tết nguyên đán cùng gia đình và người thân trong sự háo hức nhưng cũng khá lo lắng khi số ca mắc Covid-19 vẫn gia tăng. Ông bà tôi cứ liên tục nhắc tôi sớm về quê ăn Tết với ông bà. Lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau nên ông bà rất nhớ tôi. Tôi chưa mắc Covid-19 nhưng tôi cũng khá lo lắng nếu tôi mang virus về quê. Dự báo tổng lưu lượng hành khách đi lại trong kỳ xuân vận này sẽ đạt gần 2,1 tỷ lượt, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các kệ hàng ở siêu thị cũng đầy áp hàng hóa phục vụ Tết, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu được giữ bình ổn. Chúng tôi dự báo sức mua của người tiêu dùng có thể tăng từ 3 đến 4 lần so với năm ngoái, nên đã có sự chuẩn bị từ cách đây một tháng. Khách mua hàng trực tuyến tăng rất mạnh trong những ngày gần đây. Tại tỉnh Chiết Giang, một trong những địa phương có truyền thống ăn Tết nguyên đán sớm, người dân đang bận rộn chế biến và đóng gói sẵn những viên cá, viên chiên vàng món ăn tượng trưng cho sự thịnh vượng theo văn hóa địa phương trong mâm cơm tất niên nhiều người cũng tranh thủ treo những tảng thịt lợn lớn trước cửa nhà để hong khô dành ăn tết như truyền thống lâu nay sắm tết thì không thể bỏ qua những món đồ trang trí truyền thống như câu đối đèn lồng đỏ thị trường này tại trung quốc năm nay cũng rất đa dạng Ngày 10 tháng 1, Liên minh châu Âu-EU đã yêu cầu TikTok tuân thủ các quy định của khối và bảo đảm an toàn cho dữ liệu của người dùng. Giám đốc điều hành TikTok đã lần đầu tiên có cuộc gặp chính thức với các phó chủ tịch EU, ủy viên phụ trách nội vụ và ủy viên phụ trách tư pháp của khối, trong bối cảnh TikTok đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gai gắt ở châu Âu và Mỹ trong những tháng gần đây. Phó chủ tịch EU kêu gọi TikTok thực hiện đầy đủ các cam kết của mình để tuân thủ hơn nữa luật pháp EU và bảo đảm dữ liệu người dùng, và TikTok sẽ phải công bố báo cáo về vấn đề này vào cuối tháng 1 này. Ngày 10 tháng 1, cựu giám đốc tài chính của tập đoàn Trump Organization, ông Alan Way Sandberg, đã bị phạt 5 tháng tù vì tội gian lận và trốn thuế để đổi lấy nhiều lợi ích, như một căn hộ miễn phí thuê tại khu Manhattan, ô tô hạng sang cho hai vợ chồng và học phí trường tư cho các cháu của ông mà không trả thuế, sau khi ông Weissenberg ra làm chứng, tháng 12 năm 2022, một bồi thẩm đoàn ở New York đã kết tội gian lận và trốn thuế đối với Trump Organization. Hàng chục nghìn người đã được lệnh sơ tán tại bang California của Mỹ trong ngày 10 tháng 1, trong bối cảnh cơn bão mới quét qua bang này khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Giao thông tại California bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều cây cối bị quật đổ và nhiều xe ô tô bị cuốn trôi. Khoảng 110.000 hộ gia đình và doanh nghiệp ở bang này bị mất điện. Dự báo một cơn bão mới sẽ đổ bộ vào California với lượng mưa lên tới 180mm ở phía bắc của bang trong ngày 11 tháng 1 và tuyết sẽ phủ dày hơn ở vùng núi Sierra Nevada. Thưa quý vị, dự kiến trong một vài ngày tới, chính phủ Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu chính thức về tổng số ca sinh trong năm 2022. Và theo nhiều chuyên gia nhân chủng học, thì dân số Trung Quốc có khả năng sẽ bắt đầu giảm từ năm 2022 lần giảm đầu tiên sau nhiều thập kỷ tăng dân số, đánh dấu một cột mốc quan trọng có tác động lâu dài lên nền kinh tế nước này. Theo Bloomberg, năm 2022 sẽ trở thành năm thứ sáu liên tiếp số lượng trẻ em được sinh ra tại Trung Quốc sụt giảm và cũng đồng thời là mức thấp nhất kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949. Thêm vào đó, Trung Quốc năm 2022 cũng có khả năng ghi nhận nhiều ca tử vong hơn, một phần do đại dịch COVID-19. Trong năm 2023, Trung Quốc có khả năng sẽ mất vị thế là quốc gia đông dân nhất thế giới vào tay Ấn Độ. Mặt khác, sự sụt giảm dân số Trung Quốc trong độ tuổi lao động sẽ còn lớn hơn khi nhóm này sẽ giảm xuống còn khoảng 650 triệu người vào năm 2050. Tuy nhiên ở hiện tại, việc Trung Quốc có tiến vào thời kỳ suy giảm dân số hay chưa vẫn chưa được kết luận do tỷ lệ dân số sẽ mất một vài năm để ổn định. Tỷ lệ gia tăng dân số thông thường sẽ dao động quanh mức không một vài năm trước khi kết luận chắc chắn có thể được đưa ra. Về lâu dài, cuộc khủng hoảng nhân khẩu học có khả năng sẽ cắt giảm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Trung Quốc. Lực lượng lao động bị thu hẹp sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu nhà ở cũng như hệ thống lương hưu quốc gia. Kết quả cuối cùng có thể dẫn tới việc Trung Quốc gặp nhiều khó khăn hơn trong cạnh tranh kinh tế với Mỹ. Việc thay đổi tuổi nghỉ hưu có thể giải quyết một số vấn đề liên quan tới suy giảm số người trong độ tuổi lao động. Các quốc gia như Nhật Bản đã thành công ngay cả khi dân số già đi và thu hẹp nhiều số lượng người lớn tuổi làm việc gia tăng và số lượng phụ nữ rời bỏ thị trường lao động để nuôi gia đình quay trở lại. Nhưng để có thể thực hiện chính sách này, Trung Quốc sẽ phải vượt qua một số thách thức. Thực tế, chủ đề này đã được thảo luận trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ được thực hiện trên quy mô lớn và thường xuyên gây ra sự phản đối trong công chúng. Độ tuổi nghỉ hưu trong hơn 4 thập kỷ tại đây vẫn đang là 60 đối với lao động nam và 55 đối với lao động nữ và có thể sẽ sớm được thay đổi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động hôm nay.